Anh em ơi, ngày hôm nay mình sẽ tổ chức một cuộc thi xe tải, xe ủi, máy xúc công trình, tất cả các loại xe. Và phần thưởng dành cho người thắng cuộc đó chính là hai thùng bánh Merry Boy. Còn người đạt giải nhì chỉ được một thùng thôi. Anh là fan của bánh Merry Boy nên là anh sẽ cố gắng đạt được giải nhất để được hai thùng bánh Merry Boy. Còn lâu nha anh thắng, anh mà muốn được giải nhất á thì phải vượt qua em đã. Nhưng mà anh nói là anh là fan của bánh Merry Boy, thế anh đã biết câu chuyện mùa 8 của bánh Merry Boy chưa? Đơn giản như đan dấu, tất nhiên là anh biết chứ. Một cái kia trong thành phố xuất hiện tổ hợp các thành phố nguyên tố bay lơ lửng với các vệt khói ô nhiễm, bóng đen của ác thần hỗn loạn bao trùm các thành phố nguyên tố. Tiếp đó thành phố nguyên tố bừng sáng, bắn ra một cục năng lượng chọc trời mạnh mẽ, luồng sáng của 5 nguyên tố, các luồng sáng tụ thành 5 loại thẻ bài với màu sắc hào quang, vệ binh Wally hoàn tất hợp thể dũng mãnh vô song, biến đổi Aquamarine xông lên đánh bại ác thần. Mà tuy nhiên vật này đỉnh cao thực sự luôn đấy. 5 chiến thần gồm Wally bất bại, Sacco giác đấu, Doppy thần thông và Cindy xạ thú. Và tháng 3 có thêm Krabby thiết giáp, 3 ác thần siêu mạnh, ác thần hỗn loạn trao tích chung với ác và canh ngục Croco cá sấu. Và tháng 3 có thêm hắc sư Blue. Tuy về số lần này siêu ác chiến nhưng các anh hùng Aquamarine cũng dũng mãnh không kém và tính quyết tâm đánh bại ác thần. Các anh hùng của chúng ta đã chiến thắng và đánh đuổi được lũ ác thần xấu xa để bảo vệ thành phố. Rồi mấy bạn đã sẵn sàng chưa? Con không mau mà chuẩn bị đồ đi thôi. Nhanh lên. Lại nhở? Cái máy cầu của hàng Nga nhìn kiểu gì mà cứ giống cái máy cầu của anh ấy. Giống cái gì mà giống? Có mà máy cầu của anh giống cái máy cầu của em thì có ấy. Đã bảo là cái máy cầu của hàng Nga giống của anh thật. Đây, các bạn nhìn xem, máy cầu của chị màu trắng đẹp như ngọc trai như này cơ mà. Máy cầu của chị à có biển số hẳn hoi 978 nha. Số cực kỳ là đẹp luôn đấy. Ở trong máy cầu còn có người đang lái đây này. Xịn xò con bò như thế này cơ mà. Của anh Thắng làm sao mà giống được của chị. Còn ở đây á, khi nào mà xe nó chạy nóng máy quá thì chị có thể mở nắp ra để cho mát động cơ này. Còn bên trong này là động cơ của cần cầu đấy. Wow anh em ơi, wow. Qua được luôn nè. Thằng Nga đi ra, người ta đang biểu diễn mà. Đây, máy cầu của Nga đã bị đổ rồi. Máy cầu của anh có đèn này. Mà máy cầu của Nga cũng có đèn luôn. Nhưng mà bây giờ đang là trời sáng lên là anh sẽ tắt đèn đi. Tắt đèn bằng cái lúc này đây. Đúng rồi, đó. Tắt đèn. Mở đèn này, tắt đèn này, mở đèn này. Đâu? Tắt đèn, mở đèn, tắt đèn. Nhìn máy cầu của anh này, bây giờ nó sẽ phát ra tiếng động cơ nhá. Đó. Wow. Thế còn máy cầu của Trung đâu? Đây, máy cầu của mình đây. Trung Tung thi nhầm cuộc thi à? Cuộc thi máy cầu, nhưng mà lại mang cái động cơ này ra đây. Thi thi kiểu gì? Gỗ cái gì mà gỗ, đợi vài phút nữa rồi xem nhá. A few minutes later. Đâu, thằng cái tay hạng Nga đâu? Ra đây xem máy cầu của mình này. Máy cầu của Trung kiểu gì mà mấy tiếng mới xong? Trời ơi, anh à, ra xem máy cầu của Trung hả? Xịn xò lắm. Máy cầu chưa gì đâu, gió lướt rồi anh ạ. Đây đây đây, anh em nhìn máy cầu của Trung này. Wow. Cứ động được luôn à? Wow. Nhưng mà có múc được cát không? Nhưng mà nhìn bên ngoài cũng đẹp. Nhất càng lên này, xong bắt đầu là múc cát đi. Múc cát đi. Ui giời ơi, không múc được cát à? Đây, thử cho một tí là xem múc được không. Máy cầu của mình là chạy bằng cơm nha, nên là điều khiển hơi khó. Biết rồi, máy cầu của Trung Tung là chạy bằng nước chứ không phải là bằng cơm đâu. Bằng cơm kết hợp với cả bằng nước đây này. Máy cầu của Trung Tung làm sao? Đây đây đây, như thế này cho nó nhanh. Đấy, như thế này này. Ui giời, xong bắt đầu là đổ lên xe thì nó mới nhanh, chứ còn điều khiển đây thì bao giờ nó mới xong. Nhưng mà máy cầu của Trung Tung cũng sáng tạo đấy. Sáng tạo thì sáng tạo, nhưng mà cái cuộc thi ngày hôm nay là có thi sáng tạo đâu. Cuộc thi ngày hôm nay chỉ thi xem là ai múc được nhiều cát nhất thôi. Thế thì Trung Tung ngày hôm nay là ôm trọn giải ba rồi còn đâu nữa. Ờ nhỉ, mình cứ tưởng hôm nay là thi cuộc thi sáng tạo cơ. Đúng đấy, ngày hôm nay mà thi cuộc thi sáng tạo là Trung Tung được giải nhất rồi. Nhưng mà chúc bạn may mắn lần sau nhé. Thế thôi, mình sẽ để cái máy cầu này ở dưới đông cát để trưng bày vậy. Không sao không sao, ngày hôm nay là mình không có máy cầu nhưng mình có máy ủi. Mình sẽ hỗ trợ hai bạn. Lại nhìn này, cây máy ủi của Trung Tung quả này nhìn xịn phết đây. Chả xịn thì sao, nhìn mình biểu diễn đây này. Thấy đẳng cấp chưa? Hai bạn cứ múc đất đi, mình hỗ trợ cho. Bây giờ chị mẹ anh Thái sẽ thi một cuộc thi, đó chính là đổ đầy hai cái nhà cát này. Nếu như mà ai đổ đầy trước thì người đó sẽ là người chiến thắng và giành giải nhất. Thắng sẽ cho máy cầu lên đống cát trước. Lên cầu. Thấy chưa, máy cầu của mình lên phát lên tận đỉnh đông cát luôn. Chắc là máy cầu của Nga không lên được đâu. Bây giờ anh Thắng mở to mắt ra mà nhìn, cần cầu của chị lên đông cát thế này. Let's go. Ui. Thằng Nga không biết điều khiển hay sao ấy.
vừa đi vừa biểu diễn thời trang cho anh. Là con đói. Mắc lời. Nào, thằng Nga đi xem đi được không? Anh thắng dám ra thử thách cho chị không được đấy. Nhưng mà Nga lên đỉnh Đông Cát mà, thằng Nga đi kiểu gì mà mãi không lên thế? Đã bảo là em đang biểu diễn thời trang rồi là anh còn không nghe. Hắn Nga điều khiển cái kiểu gì đấy tía mấy cậu, chả lên được gì. Mấy cậu của chị bị lật ngửa thôi. Nhưng mà anh Khánh nhìn em biểu diễn, nó đứng lên đây này. Mở to mắt ta, khối chân rồi. Ôi ôi. Đứng luôn. Lên đi. Chị phải bỏ cái cần múc nó lên thì mới lên được. Lên. Thôi mà đáng ngại quá, anh cậu cắt lên xe của anh đây. Lên. Xe của anh Thắng bị xa lầy rồi, mãi mà không lên được. Xe của mình nó bánh xe to quá, mày cả lặng lên này bị xa lầy rồi. Bây giờ phải cho mấy cậu nó xuống mới được. Cùng thì cũng đã đầy xe cát rồi, bây giờ là cho xe trở về trường thôi. Let's go. Thằng Nga xúc của gì mãi không thấy đầy xe ạ. Én. Anh Thắng đổ kiểu gì mà cát nó chẳng xuống gì. Như là không đổ ấy. Nhìn xe của em này. Thấy xe của em chưa? Đổ một phát được luôn. Ok, bây giờ là đến công việc của mình. Mình sẽ san bằng hai cái đống cát này. Hết thời gian, thằng Lê Tê Phàng à, mau dừng tay lại. Bây giờ là phần quan trọng nhất đây. Trong hai cuộc thi các bạn cũng đã thấy rồi đấy. Phần thi đầu tiên với xe tải, Hằng Nga đã giành chiến thắng. Tới phần thi thứ hai, các bạn nhìn thế này. Cái này ban giám khảo muốn thiên vị cho Thanh Lê Tê một chút cũng không được. Bởi vì đống cát của Thanh Lê Tê có ít tí như này cho Hằng Nga gấp 4-5 lần Thanh Lê Tê. Đấy là tại Hằng Nga mua xe to hơn em, chứ không phải còn lâu mới thắng được em. Thế sao anh này không biết mua xe to giống em rồi còn kêu. Và tổng kết lại, người chiến thắng sẽ là Thắng Tê đây. Chị Hằng Nga. Đấy, đã bảo rồi, anh Thắng á, tuổi gì mà đòi thắng chị. Thôi không sao, được một thùng lạnh cũng được rồi, còn hơn là không có gì. Thằng Nga ngồi gì vào cho anh ngồi nữa. Hai thùng bánh Murdy Boy của chị có vị tôm nướng môi đỏ và vị gà BBQ. Wow. Còn thùng bánh Murdy Boy của anh là có vị rong biển tuyết xanh. Wow, mấy bạn ơi nhìn này, nhiều hộp vị rong biển tuyết xanh chưa? Còn lâu mới bằng của em, nhìn thế này. Wow. Vị gà BBQ, thấy chưa? Đây nữa, vị tôm nướng môi đỏ đây này. Nhiều chưa? Wow, phải nói là cái hộp bánh Murdy Boy nhìn đẹp mắt thực sự luôn. Ui, mấy bạn ơi nhìn này, mỗi bánh đều có những cái hình thù khác nhau, nhìn vui mắt cực luôn. Thắng sẽ bóc luôn vị rong biển tuyết xanh của Thắng ra ăn đi. Wow. Thắng Nga thấy thèm chưa? Thơm quá, vị rong biển tuyết xanh thơm quá. Anh Thắng cứ làm như là một mình ấy có ấy. Nhìn thế này, em cũng có cả hai vị luôn ấy. Đấy, anh Thắng đã thèm chưa? Ai chả biết là Hằng Nga có nhiều bánh Murdy Boy hơn anh. Thôi kệ Hằng Nga, anh ăn đây. Ngon quá. Vừa ngon vừa thơm mà lại còn vừa giòn nữa. Các bạn ơi, bánh Murdy Boy chỉ nướng chứ không chiên, ăn giòn giòn vui miệng cực kỳ luôn. Lại còn cung cấp kem và canxi, ăn vô tư đi các bạn ơi. Sao chưa gì mà đã hết rồi. Thôi không sao, mình còn nhiều vị rong biển tuyết xanh như này, ăn tẹt gà luôn. Anh Thắng thích ăn vị rong biển tuyết xanh hả? Sao từ nãy giờ em toàn thấy anh ăn vị này thôi? No, không phải đâu. Là vì hai cái vị tôm nướng môi đỏ với cả vị gà BBQ này anh ăn suốt ngày rồi. Hôm nay nhân tiện được giải thưởng bánh Murdy Boy vị rong biển tuyết xanh, nên là anh sẽ ăn thử vị rong biển tuyết xanh. Nhưng mà không ngờ bánh Murdy Boy vị nào cũng ngon luôn. Cái này mới quan trọng đấy nha. Đó là các bạn ăn xong các bạn đừng có vứt cái vỏ bánh Murdy Boy đi nha. Đây này các bạn nhìn này, săn
ngày, 40 năm lệnh bài nguyên tố, hợp thể sức mạnh chiến thần. Đây này các bạn ơi, ở mặt sau của hộp bánh Merlin Boy có lệnh bài nguyên tố, hợp thể sức mạnh. Các bạn lấy kéo cắt để lấy lệnh bài. Ở mặt sau của mỗi lá bài có các bộ phận phát sáng lên tương ứng với bộ phận ở mặt trong của thẻ đó nha. Đây là tất cả những lệnh bài mà anh đã sưu tầm được. Chị cũng có luôn, còn nhiều hơn cả của anh Thắng. Nhiều thì đã làm gì, lần này Hằng Nga có dám đấu với anh nữa không? Đấu thì đấu, sợ gì, cho gì á, anh cũng thua em thôi. Để chơi các bạn cần có 5 lệnh bài nguyên tố gồm lệnh bài tay phải, tay trái, lệnh bài chân phải, chân trái, lệnh bài phần thân đầu để hợp thành một nhân vật chiến thần hoặc ác thần rồi sau đó so điểm tấn công hoặc là phong thủ. Được rồi, bây giờ là cho Hằng Nga chọn anh em mình chơi so tấn công hay là so phong thủ. Vậy thì anh em mình chơi so tấn công đi, em cho anh Thắng hợp thể trước đấy. Uầy, quả này là Nga toi đời rồi. Quả này à, thì anh Thắng thoát đi đâu, anh Thắng tấn công bao nhiêu nói luôn. Anh Thắng tính cái gì mà lâu thế, lớn một đấy rồi là vẫn còn đếm ngón tay lẻ cộng. Vậy thì Hằng Nga hãy xem đây, ác thần hắc sư blue blue, hắc sư blue blue, bóng hơi acid, kịch độc chùy, ám độc trượng, kim cô phản trọng lực, ác thần hắc sư blue blue, hợp thể lại sức tấn công 19.900. Hằng Nga lần này thua là cái chắc rồi. Thua làm sao được, anh Thắng xem đây, chiến thần Aquamarine, Krabi vệ binh, đại bác xung kích, càng cua cơ giới, thiết giáp siêu thanh, lò xo tên lửa, chiến thần Aquamarine, Krabi vệ binh, hợp thể sức tấn công 15.100. Yeah, thế thì Hằng Nga thua rồi còn đâu nữa. Thôi cho anh Thắng một ván thì đã làm sao. Hằng Nga chơi cái gì mà kém thế, đi ra cho mình chơi cho. Trung Tùng dám đấu đại ca, cho bông trước đấy. A few minutes later. Wow, anh em ơi, lần này là không có đối thủ rồi. Thắng đã chọn được thẻ chiến thần hợp thể hoàng kim. Trung Tùng bao nhiêu điểm, nói nhanh lên, tính cái gì mà lâu thế. Trung Tùng tính cái gì còn lâu hơn cả anh Thắng. Thắng TP xem đây, Mộc Linh Đỉnh, Cai Ngục Hắc Ám, Croco, Địa Song Phủ, Thiên Lý Cước, Bạch Cốt Hải, Ác Thần Cai Ngục Hắc Ám, Croco, hợp thể sức tấn công 15.000. Ui trời, muội. Trung Tùng nhìn đây, đại ca chỉ cần một lệnh bài duy nhất, đây là lệnh bài chiến thần hợp thể hoàng kim 20.673. Trung Tùng tuổi gì hắc ám mà đối đầu với chiến thần à? Thua đi, sao ơi, mình lại thắng thêm một cái ván nữa rồi. Anh Thắng chơi siêu đấy, cũng được đấy. Thắng gì mà tận 2 ván. Một lệnh bài của anh Thắng mạnh dữ luôn. Các bạn biết tại sao không? Đó là 3 lệnh bài chiến thần hợp thể hoàn kim của 3 nhân vật Wally, Sako và Dobby. Wow, mấy bạn nhìn cái bộ lệnh bài nào đẹp chưa? Lấp lánh. Quả này mà mang 3 cái lệnh bài này mang đến lớp khoe. Wow, phải nói tuyệt vời luôn. Đây là lệnh bài Dobby thần thông. Còn đây là Sako giác đấu. Và đây là Wally bất bại. Nhưng mà để có 3 cái lệnh bài này thì các bạn phải tham gia mini game thì mới săn được nha. Công nhận thẻ chiến thần hợp thể hoàng kim mạnh và đẹp thật đấy anh Thắng. Nhưng mà mini game của Money Boy thì tham gia như thế nào anh Thắng? Đơn giản thôi, các bạn chỉ cần điền một con số mà các bạn yêu thích nhất và thông tin của các bạn vào form. Link Thắng sẽ để ở dưới phần mô tả. Cứ 2 tuần Money Boy sẽ quay số ngẫu nhiên chọn ra 20 bạn may mắn nhất và thông báo kết quả vào lúc 8 giờ tối thứ bảy. Link kết quả thì Thắng sẽ để ở bên dưới phần mô tả nhé. Như vậy là xong rồi, đợi Money Boy thông báo cho các bạn may mắn nhất nha. Ok, các bạn nhớ ăn bánh Money Boy và sang ngày 45 lệnh bài nguyên tố hợp thể sức mạnh chiến thần cùng Thắng với Hằng Nga nha.